Thưa quý vị và các bạn, việc trồng sen các cây trồng khác trong vườn cà phê đang là hướng đi phù hợp, góp phần đa dạng hóa nhiều sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị trên cùng một diện tích sản xuất. Năm 2023, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh triển khai chương trình hỗ trợ bà con nông dân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi thực hiện mô hình trồng sầu riêng, sen canh trong vườn cà phê. Gia đình bà Phạm Thị Mai hiện có 2 hectare trồng sầu riêng, sen canh vườn cà phê trong đó Trung tâm Khuyến Nông Tỉnh hỗ trợ 50 cây giống sầu riêng và phân NPK. Gia đình đầu tư thêm 120 cây giống trồng trên diện tích này. Được cán bộ chuyên môn tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật, gia đình áp dụng đúng quy trình, đồng thời đầu tư hệ thống tưới nước tiết kiệm. Đến nay cây sầu riêng gần 7 tháng tuổi, cơ bản phát triển tốt, chưa xuất hiện sâu bệnh. Trồng mô hình cây sầu riêng nó hiệu quả hơn thì tôi chuyển sang cây sầu riêng thì được bên khuyến lâm của tỉnh thì hỗ trợ cây giống có bên kỹ thuật về người ta chỉ dẫn hướng dẫn cho tôi làm thì tôi cũng làm đủ quy trình thì bây giờ là được hiệu quả cái cây sầu riêng nó là như thế này là tốt là thôi gia đình tôi nó cũng rất chi là phấn khởi thì tôi cũng là mong là à, nơi khi có quả thì có cơ được cây có quả thì nó hiệu quả hơn tháng 4 năm 2023 Trung tâm khuyến nông tỉnh bắt đầu triển khai mô hình trồng sen cây sầu riêng trong vườn cà phê vối trên địa bàn huyện Học Hồi với diện tích 18 ha. Trong đó, xã Đắc Can có 9 ha với 10 hộ tham gia. Xã Đắc Xú 9 ha với 9 hộ tham gia. Tham gia mô hình, mỗi gia đình được hỗ trợ 50 cây giống và phân bón NPK. Ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, cán bộ chuyên môn trung tâm khuyến nông tỉnh thường xuyên hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cho bà con đồng thời nắm bắt tình hình sinh trưởng của cây để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Qua kiểm tra đánh giá thì chúng tôi thấy rằng là cái mô hình trồng sen cà phê, à, sen sầu riêng trong vườn cà phê vối thì cơ bản đã hoàn thành được cái mục tiêu của mô hình trong năm 2023. Cây cao à, từ 1m2 đến 1m4 trung bình và có những hộ cá biệt thì 1m6 đến 1m8 đánh giá chung là vườn sầu riêng trồng sen trong vườn cà phê vối của các hộ tham gia và sinh trưởng phát triển khá và tốt. Trên cùng một diện tích, cây cà phê và cây sầu riêng sẽ cùng hỗ trợ nhau phát triển. Cây cà phê ưa bóng mát nên cây sầu riêng có thể chắn gió, tạo bóng mát cho cây cà phê, giúp quản lý được dịch hại, chống thoái hóa đất. Những năm gần đây, giá sầu riêng trên thị trường khá cao có thời điểm từ 60 đến 70.000 đồng 1 kg. Qua đây, người dân có thêm nguồn thu nhập trên cùng một diện tích. Trên địa bàn xã Đắc Can thì cũng có thực hiện một số các cái mô hình, mà đặc biệt là cái mô hình mà trồng sen, sầu riêng và cà phê để nâng cao cái hiệu quả sản xuất cho bà con trên một diện tích cây trồng. Còn trong cái thời gian tới thì đối với lại chủ trương chung của xã cũng như là hội nông dân thì cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con nông dân trên địa bàn xã là tổ chức các lớp tập huấn để chuyển giao khoa học uh, kỹ thuật đối với những cái diện tích mà cây ăn quả thì hiện nay trên địa bàn xã thì cũng đang uh, có những cái hướng đi là tạo điều kiện cho bà con nông dân uh, trong cái việc mà xây dựng uh, cái mã vùng trồng với sự nỗ lực của ngành nông nghiệp và bà con nhân dân mô hình trồng sầu riêng xen canh trong vườn cà phê đang mang lại hiệu quả tích cực hướng đến xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương